Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammasavanakalo ayam padanta, dhammasavanakalo ayam padanta, dhammasavanakalo ayam padanta. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử. Như bài đoạn kệ ngày hôm nay, đoạn kệ số 3 tức là đoạn 3 văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. Điều đầu tiên là đa văn. Quý vị thấy rằng đó, khi mình sinh ra đời thì mình là một em bé, rồi mình phải đi học, từ học mẫu giáo vào lớp cô giáo dạy cho mình đánh vần, rồi dạy cho mình biết cách là hát hò hay tập thể dục hay đánh răng vân vân đó. Thì như vậy là những cái nhỏ, cái gì mình, tức là những cái từ, những cái kỹ năng sống của cá nhân, cho tới những cái kiến thức về đời sống, hay là cái kiến thức về lịch sử hay khoa học hay xã hội, hay là về triết lý, thì tất cả là đều nhờ là mình tiếp thu từ người ngoài cả, từ cha mẹ, từ thầy cô giáo, từ bạn bè, từ nhà trường, từ xã hội, từ các tổ chức tôn giáo vân vân. Thì như tất cả những cái kiến thức mà mình thu thập được phần lớn nó từ bên ngoài, và mình tiếp thu thức qua là lời nói, qua ngôn ngữ, qua hành động và qua sách vở. Thì quý vị thấy rằng là mình nghe nhiều đó, thì mỗi ngày mình thêm khôn ngoan. Ngàn ngữ nước ngoài người ta nói có cái câu là nghe nhiều đó, thì thêm khôn ngoan, mà nói nhiều thì thêm hối hận. Vì vậy cho nên là người nào mà nghe nhiều thì có những điều trước đây mình chưa biết, bây giờ mình biết. Có những điều trước đây mình hiểu sai, bây giờ mình nghe được cái điều đúng đắn hơn thì mình sửa đổi để mình điều chỉnh cái kiến thức, cái sự hiểu biết của mình cho nó thích hợp. Vậy thì đa văn là một cái yếu tố rất là quan trọng để giúp cho con người phát triển về trí năng, về về tâm linh. Quý vị tưởng tượng rằng nếu như mình không hề được nghe cha mẹ dạy dỗ, mình không hề được sự giảng dạy của các bậc thầy, hay là mình không hề được đọc sách đó, thì rất là khó để cho từ bản thân mình mà tìm ra được một cái lối sống thích hợp, một cái lối sống đạo đức, hay là tìm ra được một cái đời sống phàm hạnh như là trong những cái lời dạy mà mình học được từ Đức Phật, hay từ kinh điển, hay từ các vị chư tôn đức. Vậy thì đa văn là một yếu tố rất là quan trọng để giúp cho chúng ta học được những điều hay, điều phải, điều tốt, và từ đó mình điều chỉnh nhận thức, điều chỉnh cái hành vi của mình. Một người mà không có học hỏi thì người ta dậm chân tại chỗ, người ta không có cái sự tiến bộ. Còn một người mà mỗi ngày mình đều học hỏi, đều nghe thêm điều hay, đều học thêm điều tốt, bởi vì thấy rằng mình tiến bộ rất là nhanh. Mình để ý đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là người nào mà họ siêng nghe pháp, chỉ quý vị tự thấy bản thân mình thôi. Có những người là họ ở những cái xứ sở như là ở bên châu Âu, hay là ở bên Úc hay bên Mỹ đó, có những cái ngôi chùa có những người ở những cái tiểu bang mà không có chùa, không có chư tăng, thì hoặc là mà thậm chí có chùa đi nữa mà quý vị có tới chùa đó cũng không có được nghe pháp. Nhiều khi một tháng người ta chỉ thảo thuyết một thời pháp hay hai thời pháp thôi. Cho nên là nếu như ở những cái nơi như vậy mà Phật tử chỉ tới chùa một tháng hai lần, rồi tới chỉ thắp hương lại Phật tụng kinh rồi đi về, thì rõ ràng cái sự hiểu biết về Phật pháp của quý vị sẽ rất là hạn chế. Nhưng mà với những cái diễn đàn Phật pháp như là Rung Phật pháp Uttarama, mỗi ngày quý vị vào đây, mỗi ngày quý vị có 2 tiếng đồng hồ để nghe chư tăng thuyết pháp. Thì mà mỗi cái giáo trình đã được sắp xếp từ thấp tới cao. Chẳng hạn như quý vị được học nguyên cả cuốn kinh Phật cũ, rồi quý vị được học nguyên cả cái giáo trình những lời Phật dạy, rồi quý vị học được những cái bài trích từ trong Trung Bộ Kinh, trích từ Tâm Tương Ưng Bộ Kinh, hoặc là trích từ Trường Bộ Kinh,
Và chư tăng là phân tích mỗi bài kinh đều rất là cặn kẽ chi tiết. Rồi có nhiều người thích, ví dụ như ngay cả học kinh Pali cũng vậy, có nhiều người không hề tới một cái ngôi chùa Nam Tông nào cả, nhưng mà qua cái các cái lớp học trên mạng mà bây giờ quý vị có thể đọc kinh Pali rất là nhuần nhuyễn, có thể kể kinh Pali, có thể dịch nghĩa từng từ một, thì quý vị thấy rằng đó là những cái hiểu biết đó nó rất là lợi ích cho mình. Mà nhờ gì? Quý vị nghe thôi, vào mạng rồi mình chỉ nghe thôi, nghe rồi mình lặp lại, mình thực hành theo. Mà nhờ vậy mà bây giờ cái kiến thức về Phật pháp của quý vị nó rất là có hệ thống, rất là chắc thật. Vậy thì mình sẽ thấy rằng là nghe nhiều á nó rất là lợi lạc, mà đặc biệt là mình biết tuyển chọn chọn lọc những cái cần nghe nữa, chứ không phải nghe nhiều mà nghe cái gì cũng nghe. Ví dụ như nghe nhiều mà quý vị đi mở nhạc hay là quay phim, hay là quý vị đi nghe những cái mà tranh cãi hay là về chính trị chẳng hạn đó, thì nghe nhiều nhưng mà không, nếu như không có chọn lọc thì đôi lúc nó không có lợi ích. Cho nên quý vị nghe những cái gì mà nó có lợi, nghe những điều mà nó thích hợp cho mình, nghe những cái mà khiến cho mình sống, mình nhận ra được cái nào là thiện, cái nào là ác, nhận biết được cái gì là nhân, cái nào là quả, và từ đó quý vị sống áp dụng vào trong cái đời sống, thì quý vị thấy rằng cái việc nghe đó đó nó giúp cho mình biến đổi, nó nhận thức từ trong nhận thức, trong hành vi và trong đời sống hàng ngày. Cho nên cái yếu tố cái điềm lành đầu tiên ở trong cái đoạn kệ này đó là Đức Phật nói đa văn. Như vậy đa văn là một yếu tố rất là quan trọng để đem lại cái hạnh phúc trong đời sống của một người. Và ngay từ khi mà mình còn nhỏ, nếu như mà mình đã tập được một cái thói quen đọc sách tốt đó, thì quý vị thấy rằng là đến khi lớn đó, mỗi ngày mình đọc một vài trang sách, thường sách đó là cái kết tinh của những cái suy tư, những cái kinh nghiệm sống của tác giả. Có khi người ta phải suy tư chiêm nghiệm cả 5 năm, 7 năm trời để người ta viết ra được một cái cuốn sách thôi. Và khi mình đọc cái cuốn sách đó, gần như là mình thu hết được cái tinh hoa của một người. Nhiều khi cả một đời của họ chỉ viết ra một cuốn sách, mà mình đọc được cái cuốn sách đó giống như mình được điểm chỉ đó. Vì vậy cho nên là quý vị nên tập thói quen đọc sách, và hoặc là mình có con có cháu đó, quý vị cũng nên tập cho nó một cái thói quen đọc sách. Nếu như từ nhỏ mà mình không quen đọc sách đó, thì đến khi lớn đó, tự nhiên mình cảm thấy mình nhìn cái cuốn sách mà dày thì mình ngại lắm. Nhưng mà nếu như ngay từ nhỏ mình đã từ đọc cái cuốn truyện dành cho nhi đồng, của những cuốn tập mỏng, rồi từ từ mình đọc những cuốn dày hơn, rồi từ từ mình đọc những đến cuốn dày hơn nữa đó, khi mà quý vị có thói quen đọc sách rồi đó, mình cầm một cuốn sách mà 200-300 trang mà mình cảm thấy rất là thích thú đó, có thể mình đọc vài tiếng là nó xong thôi. Và khi mình đọc cuốn sách như vậy thì mình thấy rằng đọng lại trong mình là cái gì, có khi mình đọc lại là những cái tư tưởng, những cái tinh hoa của cái tác giả. Và đặc biệt nếu như mình đọc kinh Phật, đọc những cái cuốn sách về Phật pháp đó, thì trong đó phần lớn dạy cho mình cái lối sống, bỏ ác làm lành, hay là cái phương pháp để trau dồi tâm linh để tu tập. Thì như vậy đó, cái pháp đầu tiên này đó, mình nên nhận là thời đại bây giờ mình có rất là nhiều điều kiện để mà có được cái đa văn. Ở thời xưa đã có những cái nơi mà ở những cái nơi mà vắng vẻ hẻo lánh, không có chư tăng, với lúc quý vị muốn nghe pháp cũng không được. Nhưng mà tới thời bây giờ đó thì kinh sách này, rồi là băng giảng, rồi là các cái rung Phật pháp nó rất là nhiều, cho nên chỉ cần quý vị tinh tấn nỗ lực và mình sắp xếp thời giờ đó, quý vị sẽ học được rất là nhiều. Và khi học nhiều, sự hiểu biết nhiều, nó sẽ giúp cho mình nhận thức đúng đắn hơn, và từ cái nhận thức đúng đắn đó đó thì mình hành xử cũng hợp lệ hơn, và mình ít lỗi lầm, và từ đó cái đời sống của mình được nhẹ nhàng thanh thản, và những người xung quanh mình cũng hưởng được cái sự nhẹ nhàng thanh thản đó. Cho nên la văn cũng là một cái điềm lành, tức là một cái dấu hiệu, một cái pháp nó đem lại cái đời sống tốt đẹp. Rồi pháp thứ hai là nghề nghiệp giỏi. Bởi vì những cái pháp đầu tiên này đó, những 38 pháp hạnh phúc mà Đức Phật dạy đó, thì thường thường là được sắp xếp từ cái đời sống thế tục, đời sống gia đình, rồi dần dần mà đi vào cái sự tu tập, mà tới tới cái cao nhất là chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Thì với một người mà đang còn là cư sĩ sống đời sống của tài gia đó, thì cái việc có một cái nghề nghiệp giỏi rất là quan trọng. Ở ngoài đời người ta cũng có cái câu là nhất nghề tinh nhất thân vinh, mình mà có được một cái nghề tinh xảo đó thì suốt cuộc đời của mình được vinh hoa.
Thì thời bây giờ cũng vậy thôi. Quý vị thấy rằng là một những người mà không có trình độ học vấn hay là không có trình độ chuyên môn mà mình đi xin việc thì rất là khó khăn. Một người hoặc là phải có bằng đại học, bằng cao học hay là bằng những cái bằng chuyên nghiệp. Ít nhất thì quý vị thấy rằng người ta đi làm đó, càng có những cái bằng như là chuyên gia chẳng hạn, những cái người mà họ đã trở thành chuyên gia trong một cái lĩnh vực nào đó đó, họ họ là những cái người mà có cái thẩm quyền trong một cái lĩnh vực nào đó, thì cái sức lao động của họ được trả rất là cao. Chẳng hạn như lương của một vị giáo sư đại học đó, thì nó có thể cao gấp 10 lần của một người mà họ chỉ là một cái người nhân viên văn phòng hay là những người mà lao công ở trong một cái trường đại học. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái kiến thức của họ, chỉ cần một cái kiến thức của họ mà áp dụng, chẳng hạn như họ làm ở trong một cái phòng thí nghiệm, họ chỉ cần phát minh ra một cái công trình, hoặc là một cái công thức bào chế nào đó mà nó đem lại những cái thứ thuốc mà giúp để chữa lành một cái căn bệnh nguy hiểm, từ đó nó có lợi ích cho toàn cả nhân loại, thì cái công trình của họ nó ảnh hưởng tới không những chỉ có một nước mà có khi là cả toàn bộ cái loài người ở trên thế giới này, mà không phải chỉ có trong 1 năm 2 năm mà trong cả một cái những thế hệ về sau. Thành ra những cái thành quả lao động của những người mà họ có cái sáng kiến, có cái tư duy, có cái sáng tạo đó, thì cái đóng góp của họ có khi nó làm thay đổi cả một cái nền văn minh của thế giới. Cho nên khi một người mà đi học hành đó, thì mình phải có một cái nghề nghiệp giỏi. Mình bất cứ một chọn một cái lĩnh vực nào cũng được, nhưng mà mình phải chọn cái nghề nghiệp và phải tinh xảo ở trong cái nghề nghiệp đó. Thậm chí chỉ cần làm một người thợ máy thôi, thợ máy, thợ cơ khí thôi, mà quý vị thấy rằng một người thợ cơ khí mà có tay nghề, có kinh nghiệm, họ sẽ làm việc ấy, một người mà so với một người mà làm cũng là thợ máy nhưng mà tay ngang, thì cái năng lực, cái hiệu quả nó sẽ rất là khác nhau. Một người thợ máy mà chuyên nghiệp chỉ cần nghe cái tiếng nổ của máy xe thôi, thì người ta sẽ biết là chiếc xe này là bình ở chỗ nào, và người ta chỉ cần tháo ngay cái bộ phận đó ra và người ta sửa ngay là có thể chiếc xe nó trở lại bình thường tốt đẹp. Còn một người mà không có cái kinh nghiệm đó, thì họ cứ mở hết cái này thì mở tới cái kia mà loay hoay cả ngày mà chưa chắc đã phát hiện ra được cái bình của cái chiếc xe này. Thì rõ ràng là một người chủ mà họ thuê hai cái người thợ công nhân đó đó, thì người ta phải trả lương khác nhau thôi. Một người mà làm nghề làm hiệu quả cao và một người là tay ngang và làm thì hiệu quả rất là thấp, thì chắc chắn ngay cả việc mà thâu dụng, người ta cũng thích thâu dụng cái người có chuyên môn, và ngay cả trả lương thì nhà cũ ta cũng sẵn sàng trả lương cao cho họ và cho họ mọi những cái tất cả những cái điều kiện sống hay điều kiện làm việc tốt nhất để họ có thể phục vụ tốt đẹp hơn. Cho nên ngay cái ở ngoài đời đó, thì chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp giỏi, hoặc là cho con cái đó, mình cũng hướng cho nó chọn một cái nghề nghiệp thích hợp với cái khả năng, với khuynh hướng, với cái sở thích, với cái khả năng khiếu của mình đó, thì nó sẽ phát triển rất là tốt. Và một người mà cho người ta một cái nghề nghiệp thì nó còn tốt gấp cả 100.000 lần là cho người ta một cái tài sản. Bởi vì cho một cái tài sản mà người ta không có biết cách để mà quản lý cái tài sản đó để làm cho nó dồi dào đó, thì người ta nói là tòa thực sơn băng, là ngồi một chỗ mà ăn đó, thì cái núi dù có còn cái núi vàng núi bạc thì nó cũng lỡ thôi. Còn mình cho người ta một cái nghề nghiệp, người ta có nghề nghiệp tốt ổn định, có thu nhập cao ổn định đó, thì mình không cần phải giúp người ta nữa, mà người ta tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Cho nên cái yếu tố nghề nghiệp giỏi rất là quan trọng, để mình thấy rằng là Đức Phật là một người rất là thực tế. Khi mà Ngài dạy cho các vị chư thiên và loài người thì là cái cách làm thế nào để sống hạnh phúc đó, thì Ngài cũng có nói lên cái ý đó là phải là có nghề nghiệp giỏi. Thì mình thấy rất đời nào cũng vậy, ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Thậm chí đó, ngay cả trong những người mà đi xuất gia, dù là mình không không có đi kiếm không có đi làm ăn để kiếm tiền nuôi sống bản thân, nhưng mà một người mà đã vào xuất gia đó, ít nhất họ cũng phải có một cái sở trường nào đó để họ phục vụ. Ngoài cái việc tu tập cho cá nhân riêng rồi đó, thì ngay cả như mình thấy ở bên Miến Điện á, thì có người đó thì họ học chuyên về A Tỳ Đàm, có người học chuyên về luật, có người học chuyên về kinh,
Thì như vậy đó, họ chỉ học chuyên cái bộ đó thôi và họ có thẩm quyền về cái môn học đó. À, thì có thể những cái lĩnh vực khác họ không có rành, nhưng mà chỉ cần họ rành một lĩnh vực đó thôi thì họ có thể làm thầy và dạy cho tất cả những người khác nếu ai mà muốn quan tâm tới cái lĩnh vực của mình. Còn hơn nữa là cái gì mình cũng học mà mình chỉ học được. Đến lúc là mình chỉ mà cái gì cũng biết mà biết không có tới nơi tới chỗ thì bản thân mình cũng không có hiểu mà mình cũng không thể dạy ai được cả. Một người mà muốn làm thầy giáo mà dạy người khác đó, ít nhất là mình phải nắm rất là rõ cái điều gì mà mình đang học và mình sẽ đang dạy cho người ta. Cho nên cái nghề nghiệp giỏi này đó, nó nói tới cái chuyên môn, tới cái sự đào sâu về kiến thức của mỗi người, thì nó là một yếu tố rất là quan trọng cho sự thành công hạnh phúc của người này trong cái đời sống. Rồi yếu tố thứ ba đó là khéo huấn luyện học tập, hoặc là trong này thì có một cái cách dùng cái từ đó là có đào luyện học tập, khéo huấn luyện hay là có đào luyện học tập. Tức là một người là phải có sự học hành, có sự đề ra rèn luyện, nó khác với một cái người mà chỉ lông bông. Có những người đó là họ đôi lúc đó là họ thương con rồi cứ cho con là đủ tất cả những cái thứ gì mà nó thích. Nó thích xe thì cho xe, nó thích áo quần đẹp thì cho nó áo quần đẹp, nó thích đi chơi thì cho nó đi chơi, nhưng mà không có tạo điều kiện cho nó học tập, không có khuyến khích nó học tập đó, thì đứa con đó nó sẽ trở nên lưu lộng và nó lớn lên nó sẽ trở nên một người vô tích sự, không có ích gì cho gia đình hay cho xã hội cả. Ngược lại đó, một người cha mẹ mà có cái nhìn xa trông rộng và có một cái nghĩ về tương lai của con cái đó, thì thấy rõ ràng rằng là một người mà muốn trở thành một người có hữu ích cho xã hội đó thì người đó phải có sự học tập, có sự đào luyện, có cái sự huấn luyện thích hợp. Cái sự học tập huấn luyện này đó là nó về cả cái mặt trí thức và cũng như là về cái mặt mà đời sống tâm linh. Học ngay từ nhỏ đó mình phải tạo cho được những cái, chẳng hạn như là những cái đứa con hay là những ngay ở trong chùa thì những chú tiểu mới vào chùa đó thì phải có những cái nề nếp giờ giấc nhất định, giờ nào thì thức dậy, giờ nào thì tụng kinh, giờ nào là ngồi thiền, giờ nào là đi học, giờ nào là tự học, giờ nào là làm lao động chấp tác vân vân. Thì có người mà sống có kỷ luật, có giờ giấc và phải biết là mình phải học những cái môn nào, học mới vào tu thì phải học những cái bộ sách nào, rồi sau đó là sẽ học thêm những bộ nào từ từ tuần từ như vậy. Hay là ở ngoài đời đó thì những cái người mà thanh niên, thanh thiếu niên đó thì phải cho nó một cái hướng đi để cho nó biết rằng đó là cái con đường của đời của nó đó, nó sẽ phải đi qua những cái bước học như thế nào, cấp 1, cấp 2, cấp 3, sau đó phải chọn cho mình một cái chuyên môn để mình chọn một cái ngành học thích hợp. Rồi khi mà mình học xong rồi thì mình học trong cái quá trình học như vậy đó phải có cái sự tập trung, sự nhất hướng để cho cái, mình làm sao để cho cái sự huấn luyện, cái sự đào luyện của mình là có cái kết quả tốt đẹp. Học cho ra học chứ không phải học chỉ là nửa nạc nửa mở, học là cho có về đời. Thành ra cái người mà họ học một cách đàng hoàng mà có hiệu quả đó thì chắc chắn cái người đó ra họ cái chuyên môn vững vàng, kiến thức vững vàng và là một cái người mà biết rất rõ cái lĩnh vực mà mình đang hoạt động. Chẳng hạn như những người mà bác sĩ thì phải biết rất rõ về các cái bệnh tật và các cách chữa trị, người kỹ sư thì phải biết rất rõ máy móc và cái cách bảo dưỡng lắp đặt máy móc, một người mà xuất gia thì phải biết rất rõ cái lối sống, biết mình tu tập như thế nào, đường đi nửa bước mình sẽ đi, những với cái việc thọ giới thì những cái bước giới nào mình sẽ đi qua, tu tập thì những cái tầng thiền nào mình phải đi vào chẳng hạn đó. Thì một người mà biết được đường đi nửa bước mình sẽ đi, những cái bậc cấp nào, những cái quá trình nào, những chặng đường nào mình sẽ đi qua, mà người ta thấy rất là rõ có một cái hướng như vậy đó, có một cái hướng đi rõ ràng, một cái sự huấn luyện có bằng ba có bài bản, có thứ lớp, có hệ thống, thì chắc chắn nó sẽ khác với một người mà cứ là bà đâu thì chút đó, khi gặp cái này thì học cái này, gặp cái kia thì học cái kia, và không có một cái hệ thống nào cả, vì thế rất là khác. Cho nên là ở các
nước Phật giáo đó thì người ta đều có một cái hệ thống giáo dục từ thấp tới cao, từ dễ tới khó, và những người mà tại gia cư sĩ cũng như là những người xuất gia đó đều phải đi qua những cái bài bản đó, những cái lớp lang đó để cho người ta có được một cái kiến thức vững vàng, từ đó người ta có thể áp dụng và tu tập trong cái đời sống của mình. Vậy thì cái pháp thứ ba là có đạo luyện học tập, nó không những chỉ dành riêng cho tại gia cư sĩ mà dành cho tất cả mọi người, dù là xuất gia hay tại gia, dù là làm nghề hay là học học trên cái con đường mà học hành nghiên cứu, thì tất cả cái sự mà đào luyện học tập này đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Quý vị thấy rằng là một ngày mà mình không học thì cái ngày đó hầu như là mình không có tiến bộ chút nào hết. Thành ra hồi xưa đó ngày ngày Rahula, và tức là tôn giả La Hầu La đó, thì thường thường mỗi ngày là có cầm một cái lên một cái nạm cạc và nói rằng là hy vọng ngày hôm nay mình cũng học được nhiều như cái nạm cạc này. Thì một ngày đó mà mình có đọc sách, có tập tành, có thực tập, có áp dụng cái lời Phật dạy trong cái đời sống đó, thì tự nhiên mình thấy hôm đó mình có sự tiến bộ. Còn nếu như một ngày mà mình không có đọc sách, không nghiên cứu, không tu tập gì cả, mình chỉ có đi chơi lêu lỏng và thôi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái ngày đó trôi qua nó rất là vô vị vô ích. Vì vậy cái sự đào luyện và học tập này nó giúp cho cái tâm trí của mình nó được phát triển, và một người mà cái tâm trí mà phát triển thì người đó sẽ nhìn thấy cuộc đời này một cách nó rõ ràng minh bạch, và mình khi mà cuộc nhìn cái gì cũng rõ ràng minh bạch, không có lầm lẫn, không có hư ngụy đó, thì cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và thì đó cũng là một cái pháp mà Đức Phật dạy làm sao để sống được hạnh phúc. Và pháp thứ tư đó là khéo sử dụng ngôn từ, cũng là một cái pháp để cho mình được hạnh phúc. Quý vị thấy rằng đó, trong đời sống hàng ngày đó, mà do mình nói năng không có khéo léo, không có ý tứ, không có tế nhị, mà mình làm xúc phạm lẫn nhau và khiến cho nhau khổ đau và gây nên oan trái, để từ đó đó nó có cái oan trái này nó nối kết, nó kết lại và khiến cho người ta đi tới cái sự thù hận và đau khổ. Vậy thì một người mà tu tập đó, một người mà biết khéo sử dụng ngôn từ, thì quý vị sẽ thấy rằng là trước khi mà mình muốn nói một điều gì thì mình phải cân nhắc rất là kỹ. Không những là mình chỉ cân nhắc, Đức Phật nói rằng là một lời nói đó phải có bốn yếu tố. Thứ nhất là nó phải hợp thời, cái lời khúc lúc đó có nên nói hay không, nếu như lời lời đó mà không đúng lúc thì không nói. Thứ hai, nó phải là đúng sự thật. Thứ ba đó, nó phải là có sự lợi ích, hợp với lợi ích nói ra mà có sự lợi ích. Và thứ tư đó, nó khiến cho người nghe được hoan hỷ. Thì quý vị thấy rằng đó, có một người mà mình muốn nói một cái lời nói có hiệu, có nhiều cái yếu tố như vậy, thì đòi hỏi mình phải có một cái sự khéo léo trong khi nói năng, khéo léo để phân tích nói rằng khi này đã hợp thời chưa. Chẳng hạn như mình thấy người bạn của mình đang có vấn đề, người này có thể là cả tin quá, rồi có thể là dễ bị người ta mắc lừa, hoặc là người này sống mà phóng túng quá, mình thấy rằng là rất là nguy hiểm. Thì bây giờ đó, mình là bạn thân thì mình phải góp ý, nhưng mà mình phải coi cái thử rằng là cái lời góp ý của mình đó bây giờ nó đã đúng lúc chưa, cái người bạn này có đủ tin cậy mình chưa, có đủ là mến tôn trọng mình hay là quý mến mình để có thể nghe được cái lời nói trái tai hay không. Bởi vì á, người xưa cũng nói là trung ngôn thì nghịch nhĩ, cái lời nói mà trung thực á, thì đôi lúc nó làm nghịch tai của người ta không còn muốn nghe. Vì vậy cho nên là mình nói về một lời muốn góp ý với một người nào đó thì mình phải coi thử cái mức độ thân thiết và cái quan hệ tình cảm giữa mình với người đó có đủ để mình góp ý cho họ chưa. Nếu như mà thấy rằng mình nói ra là không những họ không nghe mà họ lại càng giận mình nữa, thì chưa chắc có cái lúc đó mình chưa nói, mình phải để một thời gian khác mình mới nói được. Cho nên của mình phải khéo léo chọn thời điểm này. Rồi đó, mặc dù cái lời nói đó đó nó là đúng sự thật, có người nói rằng là mình chỉ cần nói đúng sự thật thôi, nhưng mà quý vị thấy nói đúng sự thật không có đủ,
Bởi vì cùng một sự thật nhưng mà có thể có hai cái cách nói khác nhau. Một cái cách nói mà nó rất là thô cộc, rất là cộc cằn và thô lỗ, là nó là mình nói một cái sự thật mà khiến cho người ta khi mà nghe cái sự thật đó người ta cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng mà một người khác đó cùng nói một sự thật nhưng mà nói một cái cách nào đó mà thật là khéo léo, rất là nhẹ nhàng, rất là tế nhị. Mình có thể là nói một cách lúng lúng khởi, mình cứ nói đi, nói từ từ thôi, nói từ xa tới gần, nói từ những cái điều mà người ta nghe người ta có thể chấp nhận trước, từ từ tới những cái điều mà người ta cần phải suy nghĩ, và sau đó thì người ta mới có thể chấp nhận được. Vì vậy cho nên là cùng một sự việc mà cái người nói khéo đó thì người ta nghe người ta cảm thấy rất là mát lòng mát dạ mà không có vấn đề, mà cùng một sự việc đó mà người khác tới họ nói đốt chát đó, mình nghe mình cảm thấy rất là bực mình. Vì vậy cho nên là cái việc mà sử dụng cái ngôn từ làm thế nào cho nó thích hợp, nó đòi hỏi một cái sự vận dụng những cái kiến thức về tâm lý. Mình phải biết rằng cái người này họ thích cái gì, họ thích nghe cái chuyện gì, họ thích họ và mình nói cái gì thì họ sẽ dễ tiếp thu. Rồi từ đó đó mình mới dẫn dụ họ để mình nói qua những cái chuyện khác có thể họ khó chấp nhận hơn, nhưng mà trên cái cơ bản là họ đã hoan hỷ về chuyện trước rồi thì chuyện sau họ dễ chấp nhận. Vì vậy cho nên là cái việc mà cái đó khi một người mà nói chuyện mà khéo sử dụng cái ngôn ngữ đó thì bản thân mình đó, mình cũng không có gây xúc phạm, không có gây tổn thương và không có gây oan trái với người khác. Thì quý vị mình thấy là mình đã tránh được rất là nhiều cái ác pháp. Mà thời nay đó phần lớn đó, mình làm khổ đau nhau vì thân nghiệp thì ít, mà mình làm khổ đau nhau vì khẩu nghiệp thì nhiều. Quý vị để ý xem, bây giờ thời nay mình đâu có đánh đập người ta, mình đâu có giết người ta đâu. Mà thường thường đó, những cái chuyện xảy ra giữa mẹ chồng con dâu, giữa hàng xóm láng giềng, giữa anh chị em hay giữa bạn bè đó, thường cái xích mích hay là xung đột đó là do người ta nói khích, người ta nói sóc lẫn nhau, và người ta nghe khi mà nghe như vậy người ta cái người kia chịu không nổi thì người ta tìm cách trả đũa lại, và vì vậy cho nên cứ lời qua tiếng lại là xung đột và chiến tranh. Còn bây giờ đó, nếu như trong một cái gia đình mà ai mà khi nói chuyện đó, cũng đều khéo sử dụng ngôn từ, biết là mình cân nhắc từng cái lời ăn tiếng nói, mình nói làm sao để người kia nghe mà không có bị tổn thương, nghe mà không cảm thấy bị xúc phạm, nghe mà cảm thấy hoan hỷ mát lòng mát dạ, thì quý vị thấy nó khác hẳn nhau. Cho nên là khi một người mà sống với nhau bằng tâm từ thì là không những là như vậy, mình sống thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ đối với nhau trước mặt và sau lưng đó, chỉ cần mà tóm tắt một cái câu đó thôi đó mà mình sống với nhau, thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu như mà như vậy cha mẹ đối với con cái, vợ đối với chồng, rồi là anh em đối với nhau, mà đều là dùng thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ như vậy đó, thì dù mình đang sống giữa cái cõi người này mà giống như là phàm thiên, mà đang sống với phàm thiên, chư thiên đang sống với chư thiên vậy. Còn ngược lại đó, trong gia đình mà mình đối xử với nhau mà bằng cái tâm sân hận, lời nói thì sân hận, là thô lỗ, là cộc cằn, là chửi rủa, là mắng nhiếc, đem cái bao nhiêu cái tâm sân hận để mà đổ lên đầu nhau đó, thì người ta sống nhau với nhau thì chứ như là ngạ quỷ sống với ngạ quỷ vậy. Thì mình thấy rất là rõ ràng cái hạnh phúc cũng là không phải là từ đâu từ trên trời rơi xuống. Ngay khi mà hai vợ chồng họ mới cưới nhau về, vì thấy rằng là đang còn thương yêu nhau, thì những năm đầu thì những tháng đầu thì sống rất là hạnh phúc bởi vì con mới mẹ. Nhưng mà nếu như mà họ không có biết giữ cái thái độ tôn trọng lẫn nhau đó, rồi coi thường lẫn nhau, rồi từ từ đó cái nói năng không có cẩn trọng nữa đó, thì rất là dễ đưa tới cái sự xích mích. Vì vậy cho nên là người xưa mới có dạy cái câu đó, tướng phu phụ tướng kính như tân, là vợ với chồng đó là phải kính trọng nhau như là khách. Tân ở đây có nghĩa là khách đó, vợ chồng mà phải kính trọng nhau như khách là ý làm sao? Quý vị thấy khách mà tới nhà mình thì mình không bao giờ mình dám nói nặng về họ, dù mình có bực họ với nữa đó, dù sao mình cũng người mà lịch sự đó, thì dù sao là mình không có nặng lời với khách khi họ đã tới thăm mình. Còn trong khi mình thì coi khách thì như vậy, nhưng mà vợ với chồng con cái thì mình lại coi thường, mình có thể giận thì mình chửi mình mắng, thì đó là cái nguyên nhân khiến cho đời sống là không có hạnh phúc, bởi vì không ai thích bị chửi mắng cả, mà khi bị chửi mắng thì người ta phản ứng lại bằng cách người ta cũng chửi mắng lại,
cho nên là bệnh ít trao đi bệnh chi trao lại, thì cái chuyện đó nó rất là hợp lý thôi, là thương tình thôi. Không ai mà cứ để cho người ta chửi mắng mình hoài mà mình hiếm người mà để mà khi nào cũng vân vân dài dài trước cái người chửi mắng mình cả. Ai cũng thích để người, nhưng mà ngược lại người ta nói nhẹ nhàng với mình thì tự nhiên mình sẽ nhẹ nhàng lại. Cho nên quý vị thấy rằng mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào đó thì trước hết mình phải đối xử với người ta như vậy trước đi. Cho nên khi quý vị mà ăn nói nhỏ nhẹ với người ta thì tự nhiên người ta cũng sẽ ăn nói nhỏ nhẹ lại với mình. Còn quý vị mà trịch thượng với người ta thì người ta cũng trịch thượng lại với mình. Quý vị thô lỗ với người ta thì người ta thô lỗ lại với mình. Hầu như cái chuyện ăn miệng trả miệng đó nó trở thành như là nó máy móc đối với những cái người thế gian. Cho nên mình muốn có cái sự tốt đẹp đó thì phải xuất phát từ bản thân mình trước. Muốn người ta lịch sự với mình thì mình lịch sự trước, muốn người ta lễ phép với mình thì mình phải lễ phép trước. Đó là cái cách xử thế của người đời mà mình thấy rằng nó cũng rất là hợp với lẽ đạo. Cho nên khéo sử dụng ngôn ngữ lời nói đó, đó là một cái pháp mà khiến cho mình sống được bình an, không có gây oan trái, mà cũng là cái pháp để cho những người sống trong một tập thể, như là trong một gia đình, trong một tổ chức, một cái nhóm, một cái hội đoàn thể nào đó, mà nếu một cuộc họp mà ai cũng cẩn trọng cái lời nói của mình thì chắc chắn là không có cái sự gây gổ ồn ào. Thì những cái pháp này quý vị thấy rằng là nghe qua thì nó rất là đơn giản, nghe có vẻ như quá dễ dàng, nhưng mà để thực hành cái lời này đó, nó đòi hỏi một cái sự sự cẩn trọng, sự tế nhị và một cái thái độ mà luôn luôn phải kiểm soát cái lời nói và hành động của mình. Thì nhưng mà nếu mình làm được như vậy đó, quý vị sẽ cảm thấy rằng mình bớt đi cái sự lỗi lầm và bớt đi cái sự ân hận. Phần lớn đó mình ít khi ân hận vì mình đã không nói một điều gì, mà mình thường hay ân hận là vì mình đã lỡ nói một điều gì khiến cho người ta đau khổ. Cũng như vậy á, khi mà mình nói chuyện với người khác á, thì có một cái câu mà nôm na người ta nói là ừ lầm cho già không có lầm. Ví dụ như mình gặp một người mình không biết người đó là lớn hơn mình hay nhỏ hơn mình, thì thà là mình cứ già đi, mình già mà họ nhỏ hơn mình mà mình có già cũng đâu có sao. Rồi như họ lớn hơn mình mà mình hơn mình mà mình ừ một cái đó thì là nó rất là nó sẽ là mệt chuyện lắm. Nếu như cái gì đó mà họ là cái người mà bắt bẻ đó, bởi vì sẽ thấy nó rất là mệt. Cho nên thôi thì mình cứ luôn luôn giữ cái thái độ là nhún nhường, dạ nhã nhặn và lễ phép với tất cả mọi người, kính tôn trọng tất cả mọi người đó, thì mình sẽ ít bị lỗi lầm. Mà một người sống ít lỗi lầm thì không có lo sợ, không có sợ hãi và không có bị những cái sự trách cứ từ bên ngoài. Thì tóm lại cái đoạn kệ ngày hôm nay đó thì nói tới bốn pháp mà Đức Phật dạy để cho một người khi mà thực hiện được những cái pháp này đó thì chắc chắn sẽ đem lại cho họ được cái sự hạnh phúc an lạc. Đó, thì xin nhắc lại bốn pháp đó, thì thứ nhất đó là đa văn, thứ hai là nghề nghiệp giỏi, thứ ba là có đạo luyện học tập, và thứ tư là khéo sử dụng ngôn từ. Thì những cái pháp này mình nhớ kỹ. Mình thấy rằng khi mình học kinh thì luôn luôn không phải học để mà thuộc, mà học là để soi chiếu lại, đối chiếu lại với bản thân mình để thấy thử mình đã có được những cái pháp đó chưa. Nếu như mình có rồi thì mình phát huy cho nó tốt đẹp hơn, và nếu chưa có đó thì mình phải cố gắng làm sao để cho làm phát khởi những cái thiện pháp ở trong tâm trong mình để cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì con xin được dừng cái thời pháp này ở đây để thầy cho con lại cho chú Tôn Đức thảo luận thêm về nội dung của đoàn kệ hôm nay, là một đoàn kệ ở trong kinh Hạnh Phúc của thầy.